Miền quê đáng sống hôm nay sẽ mời quý vị đến với một ngôi làng tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ở nơi đây, thú chơi sáo diều là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Với họ, chơi diều không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe mà còn là cách giữ cho xóm làng của mình luôn bình yên. Một ngôi làng mà người dân có sở thích ngước mắt nhìn lên bầu trời. Không những thế, họ còn rất quan tâm đến vấn đề thời tiết. Có gió lên một cái là mọi người trong làng là mang diều thả. Không chơi diều không phải là con trai làng Song Vân. Đó là câu nói khéo để người làng Song Vân kể về thú chơi diều của làng mình. Bởi vậy, bất kể đông hạ nắng mưa, người làng Song Vân lúc nào cũng ngóng có gió để thả diều. Phong trào diều nó rất là lớn mạnh, tức là rất nhiều người chơi diều từ già trẻ, khoảng 10 tuổi, không khéo còn nhỏ hơn đã bắt đầu học làm diều. Những con diều no gió được thả từ những sợi dây tre có thể đậu trên trời hàng tiếng đồng hồ là kỹ thuật vô cùng độc đáo, chỉ có duy nhất ở làng Song Vân. Cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây. Bởi thế, hàng trăm năm nay, người dân Song Vân luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa này. Thả diều nó cũng như là thể dục thể thao, nó rất khỏe. Cái bản sắc chơi diều này đam mê thì không phải những cái thôn Đồng Phúc này mà nó còn lan truyền ra toàn xã và toàn huyện. Quê hương của tôi là nó vui sướng như thế. Vì đam mê nên chơi diều ban ngày chưa đủ, họ còn rủ nhau chơi diều đêm. Cứ gió là thả. Cứ 1-2 giờ đêm mưa vẫn cứ thả quăng áo mưa đi thả diều xong lại về. Những con diều no gió có thể đậu cả đêm trên bầu trời với người dân nơi đây còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cái diều đã lên thì coi như là canh giấc ngủ cho người dân. Yên tâm, ngủ nghe một cái giấc ngủ ngon lành. Làm diều đeo sáo hai bên cánh, tiếp đất với trời một sợi dây. Tiếng sáo vi vu như bản nhạc, vang vọng lần xa thật đắm say. Anh chào hay. Vâng, với những hình ảnh vừa rồi thì rất là nhiều quý vị khán giả hẳn đã có thêm một địa chỉ nếu như muốn tìm đến thú vui đầy tao nhã của những cánh diều no gió. Cuộc sống thì luôn bộn bề, thế nên chúng ta hãy dành cho nhau, hãy tìm đến với những cái thú vui để giảm bớt những áp lực trong cuộc sống này.